Zumat xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chuyên mục luyện thi đại học ngày hôm nay, mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một trích nhỏ liên quan tới chương trình hình học phẳng của lớp 10. Dạng toán hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là dạng toán sử dụng tính chất khoảng cách để viết phương trình đường phân giác. Đây là một trong hai cái kiến thức khá cơ bản mà chúng ta thường hay sử dụng khi chúng ta học đến cái dạng bài toán đường phân giác. Nào, và trước khi bắt đầu vào nội dung thú vị của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời, nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái tính chất khoảng cách của đường phân giác. Cho tam giác ABC, trong đó AD là đường phân giác của góc A. Khi đó, với một điểm M bất kỳ nằm trên đường thẳng AD thì ta sẽ luôn có cái tính chất như sau. Đó chính là khoảng cách từ M cho tới AB chính là bằng khoảng cách từ M tới AC. Các bạn nhớ cho mình cái tính chất này nhé. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất này cho một cái bài tập minh họa. Trong mặt phẳng OY cho tam giác ABC có điểm C tọa độ là -1, 2 và đường thẳng AB sẽ có phương trình là 3x cộng 4y cộng 5 bằng 0. Hoành độ của điểm B sẽ nằm trong khoảng là từ -2 tới -1. Biết phương trình đường phân giác trong của góc A đi qua điểm M tọa độ 2,1 và có dạng là mx cộng ny cộng p bằng 0 với mnp là các số nguyên. Hỏi giá trị của m trừ n cộng cho p bằng bao nhiêu? Đáp án A là -1, đáp án B là -9, đáp án C là 13 và đáp án D là 17. Các bạn quan sát vào hình vẽ. Mình tóm tắt lại cái đề. Thì dựa trên hình vẽ chúng ta sẽ thấy đường thẳng AB sẽ có phương trình là 3x cộng 4y cộng 5 bằng 0. Đường phân giác trong của góc A tức là đường màu xanh sẽ đi qua điểm M tọa độ là 2,1. Điểm C có tọa độ là -1, 2 và hoành độ của điểm B tức là xB sẽ nằm trong khoảng từ -2 cho tới -1. Cái hướng đi của bài toán này đó chính là chúng ta sẽ cần đi viết cái phương trình của đường thẳng AC. Và khi mà chúng ta đã có được cái phương trình đường thẳng AC rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được điểm A bằng cách là giải hệ phương trình đường thẳng AB và đường thẳng AC. Và khi có điểm A rồi, chúng ta sẽ đi viết phương trình đường thẳng AM rất là dễ dàng. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ đi viết phương trình đường thẳng AC. Thì để viết phương trình đường thẳng AC, chúng ta cần phải đi tìm vector pháp tuyến và điểm thuộc. Ở đây điểm thuộc của chúng ta chính là điểm C, tọa độ là -1, 2. Như vậy, chúng ta sẽ còn thiếu cái vector pháp tuyến. Do đó chúng ta sẽ gọi cái vector pháp tuyến của đường thẳng AC sẽ có tọa độ là A nhỏ B nhỏ. Trong đó với A nhỏ B nhỏ thì không đồng thời bằng 0. Hay nói cách khác là ta sẽ có A bình phương cộng B bình phương là lớn 0. Khi đó chúng ta sẽ có cái phương trình tổng quát của đường thẳng AC như sau. A nhân x cộng 1 cộng B nhân y trừ 2 bằng 0. Hay rút gọn ta sẽ có được là AX cộng BY cộng A trừ 2B bằng 0. Chúng ta sẽ quan sát cái cạnh AB. Như vậy bước đầu tiên chúng ta đã thành công trong việc là định dạng cái phương trình của AB theo A nhỏ B nhỏ. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ cần phải đi tìm một cái phương trình mà để tạo ra mối liên hệ giữa A nhỏ B nhỏ. Thì phương trình đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất khoảng cách trong đường phân giác. Chúng ta sẽ có được cái khoảng cách từ điểm M cho tới đường thẳng AC chính là bằng khoảng cách điểm M đến đường thẳng AB. Công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng thì chắc chắn là các bạn phải tự học cho mình rồi. Nếu ai chưa nắm thì các bạn cứ mở sách giáo khoa ra mà xem nhé. Công thức nó có sẵn trong sách giáo khoa đó. Nào, chúng ta sẽ áp dụng. Khoảng cách từ M đến thẳng AC sẽ bằng khoảng cách từ M đến thẳng AB tương đương. Đó là trị tuyệt đối của 2A cộng B cộng A trừ 2B trên cho căn của A bình phương cộng B bình phương thì là bằng 3. 3 đó chính là khoảng cách từ M đến thẳng AB. Mình hoàn toàn có thể tính được. Lúc này quy đồng bình phương hai vế và rút gọn, chúng ta sẽ có được một cái phương trình như sau. Đó là 8B bình phương cộng 6AB bằng 0. Hay tương đương là B bằng 0 và B bằng -3A trên 4. Tới lúc này chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Thì ở đây mình sẽ chỉ trình bày chi tiết cái trường hợp 1 thôi, tức là B bằng 0. Còn trường hợp thứ hai là B bằng -3A trên 4 thì mình nhường lại cho các bạn tự làm nhé. Dĩ nhiên là phần cuối video mình cũng sẽ show cái cách giải ra cho các bạn. Nào, đầu tiên với trường hợp B bằng 0 thì các bạn thay vào phương trình đường thẳng AC. Ta sẽ có được phương trình đường thẳng AC chính là AX cộng A bằng 0. Và do A thì luôn khác 0 rồi.
Và nếu mà B bằng 0 thì A sẽ luôn khác 0. Như vậy các bạn sẽ triệt tiêu được cái A. Như vậy phương trình đường thẳng AC sẽ chỉ còn là x cộng 1 bằng 0. Và đến đây các bạn sẽ thực hiện qua bước tiếp theo, đó là đi tìm tọa độ điểm A. Bằng cách là các bạn sẽ giải nhanh cái hệ phương trình AB và phương trình AC. Tức là hệ phương trình 3x cộng 4y cộng 5 bằng 0 và x cộng 1 bằng 0. Các bạn sẽ giải ra được là x bằng trừ 1 và y bằng trừ 1 phần 2. Hay điểm A sẽ có tọa độ là trừ 1 trừ 1 phần 2. Rồi, lúc này các bạn sẽ đi tính vector AM. Vector AM của mình sẽ có tọa độ là 3, 3 phần 2. Bạn lấy 3 phần 2 ra ngoài luôn. Ta sẽ có được là 3 phần 2 nhân cho cái vector có tọa độ là 21. Và cái vector có tọa độ 21 này chính là vector chỉ phương của đường thẳng AM, do nó cùng phương với vector AM. Như vậy thì để tìm vector pháp tuyến thì các bạn sẽ sử dụng quy tắc lật vector thôi. Và cái quy tắc lật vector này chắc chắn là trong chương trình ở trên lớp các bạn cũng được học rồi. Bằng cách là các bạn đổi hoàn độ với tung độ cho nhau và thêm dấu trừ vào hoàn độ hoặc là tung độ để có thể ra được cái vector vuông góc. Như vậy thì dựa vào cái quy tắc lật vector, chúng ta sẽ chọn được cái vector pháp tuyến của đường thẳng AM, tức là NAM, sẽ có tọa độ là 1 trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ có điểm thuộc là điểm M tọa độ 21 và vector pháp tuyến là có tọa độ là 1 trừ 2. Các bạn chỉ việc áp dụng cái công thức viết phương trình tổng quát của đường thẳng. Ta sẽ có được cái phương trình đường thẳng AM sẽ có dạng là x trừ 2 trừ cho 2 nhân cho y trừ 1 bằng 0. Và rút gọn ta sẽ có được là trừ x trừ 2y bằng 0. Và các bạn lưu ý rằng trong cái tính chất đường phân giác này nó cũng đúng cho đường phân giác trong và đường phân giác ngoài. Do vậy mà cái phương trình đường thẳng AM mà các bạn tìm được rất có thể đây chính là đường phân giác ngoài. Mà nếu nó là đường phân giác ngoài chắc chắn là cái đáp án này mình phải loại rồi. Như vậy thì làm cách nào để kiểm tra cái đường thẳng AM này chính là đường phân giác trong hay là đường phân giác ngoài? Thì rất đơn giản thôi, đó là các bạn sẽ thế cái điểm C và điểm B vào cái vế trái của cái phương trình đường thẳng AM. Thì nếu như chúng mà ngược dấu nhau, tức là một cái lớn không, một cái nhỏ hơn không, thì có nghĩa đây chính là đường phân giác trong. Các bạn thấy là dựa trên hình vẽ, các bạn thấy là nếu như AM mà đường là đường phân giác trong thì có phải điểm B và điểm C nó khác miền, nó nằm ở hai miền khác nhau của đường thẳng AM không? Đấy, thì các bạn cứ làm như vậy thôi thì các bạn sẽ biết được là cái phương trình đường thẳng AM này chúng ta nhận hay loại. Nếu như với đáp án B bằng 0 mà chúng ta loại thì chắc chắn đáp án còn lại thì chúng ta sẽ nhận nhé. Và ngược lại nếu như B bằng 0 thì mà nhận thì các bạn sẽ không cần phải làm cái đáp án B bằng trừ 3A trên 4 đâu, vì chắc chắn nó sẽ loại thôi. Nào chúng ta sẽ test thử nhé. Đầu tiên các bạn sẽ thay tọa độ điểm C vào vế trái của phương trình đường thẳng AM. Ta sẽ có được là trừ 1 trừ cho 2 nhân 2 và bằng là trừ 5 nhỏ hơn 0. Như vậy rõ ràng là C sẽ thuộc cái miền âm của đường thẳng AM. Tiếp theo các bạn thay tọa độ điểm B vào vế trái của phương trình AM. Ta sẽ có được là xB trừ 2YB. Và các bạn lưu ý dùm là do B đường nằm trên đường thẳng AB. Do vậy mà các bạn sẽ rút cái YB ra. Thì YB của mình chính là bằng là trừ 5 trừ 3XB trên 4 thôi. Các bạn sẽ thay vào. Ta sẽ có được là XB trừ cho 2 nhân cho trừ 5 trừ 3XB trên 4. Quy đồng và rút gọn ta sẽ có được là 5XB cộng 5 trên 2. Và theo như giả thiết ban đầu mà bài ra cho thì cái hoàn độ của điểm B tức là XB sẽ nhỏ hơn trừ 1 hay là 5XB cộng 5 trên 2 sẽ nhỏ hơn 0. Từ đây ta suy ra được là điểm B nó cũng sẽ nằm ở miền âm của đường thẳng AM. Có nghĩa là B và C nó cùng nằm trên một miền của đường thẳng AM. Do vậy mà cái đường AM này chính là đường phân giác ngoài các bạn nhé. Do vậy mà chúng ta sẽ loại đáp án này. Chà, mất công quá đúng không? Do vậy chúng ta sẽ phải bắt buộc làm thêm cái trường hợp thứ hai, đó là B bằng trừ 3A trên 4. Thì mình sẽ nhường các bạn tự làm nhé. Các bạn sẽ có 5 phút để làm cho mình. Hãy bấm dừng video và hãy trình bày y chang như cái phần mà mình mới trình bày ở trường hợp B bằng 0. Và các bạn sẽ có được cái đáp án mà mình cần. Ok, như vậy thì mình sẽ show cho các bạn cái phần đáp án mà mình đã trình bày với trường hợp là B bằng trừ 3A trên 4. Và cũng làm tương tự thôi. Chúng ta sẽ có được cái phương trình đường thẳng AC. Và từ đường thẳng AC các bạn cũng sẽ tìm ra được điểm A. Và từ đó các bạn sẽ suy ra được cái vector chỉ phương của đường thẳng AM. Các bạn sẽ chọn ra được cái vector pháp tuyến của đường thẳng AM. Suy ra được phương trình đường thẳng AM. Và cũng kiểm tra tương tự, các bạn cũng thay cái tọa độ điểm C và điểm B vào cái vế trái của đường thẳng AM. Các bạn sẽ thấy được rằng là B và C nó sẽ nằm khác miền. Do vậy cái đường thẳng AM mà chúng ta vừa mới tìm được sẽ là phương trình của đường phân giác trong. Ok, như vậy thì mình kết thúc cái bài toán này. Và theo mình đánh giá thì đây là một bài toán chỉ ở mức độ trung bình khá mà thôi. Nếu như các bạn nào mà nắm được cái tính chất khoảng cách của đường phân giác thì chắc chắn các bạn làm bài này rất là dễ dàng.
Trong quá trình mình giảng bài thì nếu bạn vẫn còn chưa hiểu chỗ nào thì đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like nha. Đồng thời, nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục luyện thi đại học tiếp theo.